Xin chào tất cả các bạn, Lai An An đã quay trở lại. Và Lai An An sẽ quay feedback của một bạn tên là bạn Huyền My nhé. Huyền My này thì các bạn nhìn thấy này, da của bạn này mụn ẩn phía dưới da rất là nhiều và độc tố phía dưới da rất là nhiều nhé. Mà khi mà bị băm, tức là bị bể mụn ra rồi thì các bạn nhìn thâm này, thâm rất là đậm nhé. Thâm này là thâm ẩn dưới da, bị tổn thương da rất là lớn. Mình kéo hơi lệch quá rồi. Đây các bạn nhìn này ha, thâm này và mụn thì dưới da rất là nhiều nha. Các bạn nhìn cái độ da là các bạn rờ, tại mình nhìn á mình sẽ thấy là đơn giản, nhưng mà thật ra khi mà sờ vào làn da á mình sẽ thấy da này rất là nhiều mụn ẩn nhá. An An kéo xuống nhanh để cho chúng ta coi những cái feedback khi bạn bong da nhá. Đây khi bạn bôi tiếp này ha, bạn bôi tiếp từ từ này, mụn nó đẩy lên từ từ này nhá mọi người. Mình sẽ kéo xuống nhanh cái feedback nha. Thì bắt mốc băm da ha, từ từ mụn ha, trong một thời gian á, một thời gian mụn được đẩy lên nha mọi người này, nhân này rồi mình kéo nhanh này rồi. Này là bắt đầu khi mà da bong nhá, sau khi bôi khoảng chừng được 2 tuần, sau 1 tháng nó bắt đầu da trung bình khoảng bong như vậy này mọi người. Mình sẽ kéo xuống nhanh đây. Mọi người nhìn thấy cái độ da bong của bạn không? Đó, độ da bong này. Đây mọi người, mọi người thấy không? Cái da của bạn lúc này nó đang bong rất là nhiều này. Cái khúc này là đang bong khoảng 3 đến 4 ngày này mọi người. Mình sẽ mở to lên để mọi người nhìn thấy cái độ bong này. Đó, khi này bong thì phía bên trong á, những cái mụn thì nó sạch rồi, nhưng mà những cái thâm các bạn vẫn còn mờ mờ nha. Để bong trong 2 tuần là da nó sẽ sạch mờ hoàn toàn. Và khi bong da á, thì cơ chế là lúc bong da này nó cơ chế theo giống như là một làm cái tổn thương nhỏ như lăng kim. Tuy nhiên lăng kim là sử dụng kim lâm để đâm phía dưới da và tổn thương để máu đâm dưới da và máu nó sẽ chạy lên và nó là tổn thương nặng hơn. Còn đối với cái tình trạng làm khô da và để bong vảy ni ti các bạn, là tức là làm tổn thương nhỏ thôi, tổn thương giả nhỏ thôi. Lúc này cơ chế khuôn mặt của mình sẽ tự khắc là da đang bị tổn thương do là đang bong vảy ni ti, cho nên là phía bên trong da sẽ sản sinh cấu trúc collagen và khiến da sau đó sẽ căng mịn và rất là trắng hồng. Thì mình kéo xuống này, đây là hai bên má của bạn nhé, đang trong quá trình bong vảy này các bạn. Thì một số bạn thắc mắc với An là An ơi, nếu như mà em bôi á, như bong vảy như vậy hoặc là chị bôi bong vảy như vậy thì liệu da có mỏng hay không? Thì các bạn thấy không, cái độ bong vảy của da này, nó cái độ bong rất là mỏng và bong rất là niti, nó không hề ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ giống như là làm các tế bào chết bong ra khỏi da thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhiều. An kéo xuống nhá, kéo xuống hết luôn feedback sau này được. Bạn lúc này tức là lúc đang bong khoảng 3 đến 4 ngày, bạn có nói này, da em còn thâm mà không đẹp được lắm, không đẹp lắm được đâu. Thì An kéo xuống luôn để chúng ta thấy được feedback của bạn theo từng ngày nữa nhé. Bạn vẫn còn thâm ni ti đỏ đỏ. Rồi, ok. Kéo xuống nào. Đây, lúc này bong ha. Tại vì khi mà điều trị bên An theo dõi cho mọi người từ khi điều trị tới khi khỏi hoàn toàn và làn da đẹp á, cho nên là hầu như là An theo dõi các bạn trong suốt quá trình điều trị luôn. Là các bạn rất là hay comment và gửi hình ảnh về cho An. Cho nên là tất cả những cái hình ảnh mà trên An post ở trên Face á, hầu như là tất cả đều là do khách hàng gửi hết á, chứ An không có tự chụp hoặc là không có chỉnh sửa gì đâu mọi người. Đây, chị chưa, chị ơi bong nhiều lắm, tức là lúc này đang bong chắc khoảng hơn một tuần gì đó. Nói chung là còn khi mà chúng ta bôi á thì da nó sẽ bong trong khoảng chừng hai tuần nhá. Thường thường em An theo dõi cho mọi người 2 tuần là da sạch và ok đấy. Đây mọi người nhìn thấy không, lúc này bong rất là nhiều và thâm này, thâm nó cũng sạch à. Em kéo xuống cho nhanh nhá. Đây, nói thế này không, nãy mọi người có thấy không, tức là bạn khi mà bạn bong da là thâm nhỏ nhỏ ở chỗ này nó vẫn còn này. Tuy nhiên bây giờ này, mọi người thấy không, giờ thâm nó cũng sạch luôn rồi. Thì đối với cái tình trạng da này á, khi mà ngưng thuốc á thì da trở lại căng mịn và trắng hồng và da sản sinh cấu trúc collagen này. Mọi người thấy làn da căng không, nó rất là đẹp luôn rồi. Sau khi sử dụng á thì bạn sau khi da đẹp ok rồi thì thường bạn này thì bạn không có gửi cái hình ảnh da đẹp về cho An. Tuy nhiên này,
Alan kéo xuống để coi feedback của bạn coi nhé. Em ngưng thuốc được 25 ngày rồi, giờ chỉ còn chấm nốt thâm thôi, thì dùng bột rửa được không? À rồi, 25 ngày. À, bạn nói là hiện tại vết thâm đỏ có tự hết không? Thường á, mọi người theo dõi giúp An nha. Đối với cái thâm, nếu như mà khi mà ngưng thuốc á, mà dạng đỏ hồng nhạt á, thì khi ngưng á, thì thâm sẽ hết hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà cái độ thâm nó đậm á, thì khi chúng ta cần, khi mà làn da ok toàn bộ mặt rồi mà vẫn còn một hai nốt thâm, thì chúng ta cần, nếu mà thâm đậm, chúng ta cần phải sử dụng thảo dược An chấm lên cái nốt thâm đấy cho nó sạch hoàn toàn nhá. Tức là khi nào nó chuyển qua sắc tố đỏ hồng nhạt, chúng ta mới ngưng. Thì khi ngưng á, thì da nó sẽ trở lại cái da trắng hồng cho mình ha. Thì lúc đấy thâm nó mới hết được. Em kéo xuống cho mọi người nhìn nhé. Cái hôm này là ngày 19 tháng 3 năm 2018 này. Chị yêu ơi, em thấy bên mình có cả set tắm trắng, cho em khỏi tham khảo chút, vì trộm vía mặt em dạo này trắng lên tí, lệch tông với mọi người quá. Tức là sau khi bạn điều trị, bạn ngưng thuốc thảo dược An á, thì mọi người tự tưởng tượng là cái làn da nó sạch mụn sạch thâm rồi, thì cái làn da khuôn mặt nó rất là trắng. Cho nên là nhiều bạn sau khi thấy da trắng, da khuôn mặt trắng đẹp quá, nó lệch tông với khuôn mặt cơ thể, nên là hơi có được gọi là, như bạn nói là lệch tông lên người quá, nên là hôm trộm vía một chút xíu. Thì chị cũng cảm ơn Huyền My đã sử dụng thảo dược Alan trị mụn trứng cá nhé. Cảm ơn em rất là nhiều, và chị cũng nhận thông minh là sau khi em điều trị, em giới thiệu cho khách hàng rất là nhiều, cho nên chị cảm ơn em nhiều lắm luôn á. An cũng đã feedback về cái tình trạng bong da cho tất cả các chị em. Chúng ta thấy là khi bôi An thì tình trạng bong da nó như thế nào. Đó, đây là tình trạng bong da này. Và nó không hề là mỏng da hoặc là làm tổn thương da của chúng ta đâu. Cho nên là khi mà chúng ta, ai, bạn nào hoặc là anh chị em hoặc người thân nào chúng ta mà đang có bị mụn hoặc là thâm á, thì chúng ta nên có một lựa chọn là chọn thảo dược An để có cách điều trị tốt nhất nha. Dòng dùng thảo dược và tránh cái tình trạng sẹo, bởi vì tình trạng sẹo khi mà gây ra bởi mụn sau này điều trị rất là khó. Cho nên là mọi người cố gắng, nếu như mà mình đang bị thì cố gắng điều trị sớm. Em cũng chúc tất cả mọi người có sức khỏe và có một làn da luôn đẹp nha, luôn yêu đời và tự tin trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.